Hello, xin chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay theo nhu cầu của rất nhiều bác hỏi bên em, trong thời gian vừa qua thì rất nhiều bác có những cái bộ mixer và rất nhiều anh em là sử dụng cái mixer này. Và điều đặc biệt là điều quan trọng nhất là cái mixer này nó khá thịnh hành trên thị trường các bác nhé. Từ UGX8, UGX8 25 mã, X9, X10, X12, X20, X21, X23 thì anh em sử dụng con mic này rất nhiều. Cái đầu tiên thì là cái chất lượng của nó là ok. Cái thứ hai vì cái mức độ âm thanh của nó đạt được thì là cũng rất là ok, cũng rất là bình dân, vừa phải các bác nhá. Thì như là các bác cũng đã thấy ở đây, đây là một bộ xua GX12 35 mã. Cái bộ mic này như tất cả các bác cũng biết thì rất nhiều anh em quảng cáo rồi. Đấy, nhưng mà cái điều mà hôm nay em muốn nói tới, hôm nay em không nói đến ưu nhược điểm rồi không nói cái gì khác. Hôm nay em sẽ giới thiệu với tất cả các bác cách dò lại tần số sóng các bác nhé. Cách dò lại tần số sóng vì trong khi dùng trong gia đình ấy thì nhiều anh em để ở cái bộ giàn nhà mình, không may trẻ con hoặc là con cái hoặc là những người lạ người ta động vào, nó làm cho cái sai cái tần số sóng này đi. Thì sai cái tần số sóng này đi thì nó gây ra cái hiệu quả là như nào, nó hệ quả là như nào. Cái hệ quả là cái mic nó sẽ không bắt được nữa các bác nhé. Cái mic sẽ không bắt được với cái tần số của đầu thu thì nó sẽ không có tiếng luôn. Thì ví dụ ở đây nhá, để là 11 như này, ok này, đây là 11 nhá. Đấy, ấn 11 như thế này là nó đang mất sóng các bác này. Nó không được trùng với cái tần số sóng của cái mic này nữa. Tại mic này nữa, không biết các bác có nhìn rõ không? Cái này đang ở là 110. Đấy, 110 các bác nhá. Đấy. Và cái trên đầu thu này thì là 111. Đấy, 111. Đấy, các bác cũng đã thấy. Thì với như thế này thì nó sẽ không bắt được sóng này. Đấy, để dò thì như thế nào? Để dò thì anh em sẽ ấn vào cái nút này. Ấn một nút này thôi. Đấy, và anh em để cái gần vào. Đấy, như thế này là nó bắt được các bác nhá. Đấy, như này. Được. 6789. Đấy, như này thì nó lại bắt được bình thường. Đấy, thì cái cách nó rất là đơn giản thôi các bác nhá. Tùy vào những dòng. Đấy, còn đây là hiển thị này. 111 này, nó sẽ bắt cùng với cái tần số của tay mic thì là nó sẽ bắt được. Khi mà trùng tần số với tay mic thì nó mới đồng bộ được, thì nó mới phát ra âm thanh các bác nhé. Còn nếu không được thì là sẽ bị lệch tần số. Ví dụ như lại tiếp tục 10 nhé, quay về tần số 10 như thế này thì nó sẽ là mu rồi, có nghĩa là nó sẽ không bắt được sóng của cùng với tai mic này nữa. Đấy, khi không bắt được sóng thì là nó sẽ không hiện cột sóng, không hiện cái AF này nữa, tức là cái tín hiệu của nhạc, tín hiệu của tiếng nói của mình. Đấy, thì bắt lại thì chúng ta sẽ ấn vào nút này nhé. Đấy, và giờ sen và chúng ta để vào đây và ok, bắt nhanh đúng không ạ? Quá nhanh đúng không ạ? Được. Để tránh cái trường hợp như này thì anh em hãy ấn cái nút vàng này và anh em di chuyển nhé. Anh em ấn nút vàng này khi nào cho đến là lock up thì anh em on phát nhé. On như thế này thì là ok, sẽ không thay đổi được các bác nhé. Thì nó sẽ lock lại. Đấy, anh em sẽ lock xong on lại thì nó sẽ ok. Còn khi nào anh em muốn mở ra thì anh em ấn up, lock up thì nó sẽ mở ra. Mở ra thì anh em có thể chỉnh được các tần số, ví dụ như là anh em sẽ chỉnh được, nó hiển thị channel này, hiển thị là frequency nó sẽ hiển thị 6 số các bác nhé. Đấy. Rồi, như thế này thì nó sẽ hiển thị là 6 số. Còn nếu anh em muốn chuyển hiển thị nó 3 số như này cũng được, nó đơn giản thôi. Anh em ấn đến khi nào nó hiển thị chữ D, D-I-S-L. Đấy, D-I-S-L nhé. D-I-S-L. Đấy, thì anh em ấn chọn là channel thì nó sẽ ra là xong on lại. On. Này là khóa luôn các bác nhé. Rồi, ok. Như này là ok. On rồi, ok. Bây giờ thì ai ấn vào thì cũng sẽ, nó sẽ hiện là lock. Đấy, nó sẽ hiện là lock. Đấy, thế này di chuyển thoải mái. Đấy, thì với cái bộ mic này thì là dò tần số sóng rất là dễ luôn. Đấy, dò tần số sóng rất là dễ.
Đấy, em đang nói trực tiếp các bác nhá. Và bộ mic này thì giá rất là bình dân. Đấy. Và tiếng của nó phát ra cũng rất là ok. Con này thì nó có tự ngắt các bác nhá. Đấy, có tự ngắt. Các bác có thể nhìn thấy đầu thu và tay mic đây, rất là đẹp nhá. Rất là đẹp, một lớp sơn rất là đẹp luôn. Đó. Con này có thể hiển thị 6 số, thể hiển thị 3 số được. Sử dụng pin AA các bác nhá. Các bác lưu ý, này thì sử dụng pin AA các bác nhá. Pin con thỏ đấy, nhưng bình thường em khuyên các bác là nên dùng cái pin sạc nó không bị chảy nước các bác nhá. Pin sạc cái rẻ thôi, 300-400 nghìn là được bộ pin sạc. Khi bật lên thì nó sẽ hiện cột sóng và khi tắt đi nó sẽ tắt đi này. Đấy, con này rất là hay. Đấy, có hiện mu này. Con này để nó sẽ có tự ngắt cho tất cả các bác luôn. Đó. Để nó sẽ tự ngắt cho tất cả các bác luôn các bác nhá. Đấy, thì với cái bộ mic này thì phải nói là nó dùng rất là phổ thông các bác nhá. Dùng rất là phổ thông và dùng cho gia đình rất là vô tư. Đấy, và giá cũng rất là bình dân, rẻ tiền. 2 triệu 2 thôi. Đấy, là các bác sở hữu được bộ mic cực kỳ ngon và tiếng cực kỳ là tuyệt vời. Rất là sạch các bác nhá, rất sạch sẽ. Thì ok. Đây là một video giới thiệu với tất cả các bác như vậy. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng hoặc là tư vấn thì các bác liên hệ trực tiếp cho em, bên em có 2 số điện thoại bên trên màn hình, hoặc truy cập website thangcaaudio.com các bác nhé. Rồi, bên em giao hàng toàn quốc. Rồi, chào tất cả các bác, hẹn các bác những clip lần sau.